chú anh chị và các bạn ạ. Tiso rất là vui đã quay lại cùng với chương trình đi cùng với cả nhà mình dạo quanh các con đường ở thành phố Phan Thiết. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, ngày hôm nay là ngày thứ bảy đó. Không biết là 15 hay 10, à chắc là 16. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, trời đang mưa phùn, mưa lắc rắc nè. Do ảnh hưởng cái cơn bão á, cho nên là mình thấy là mưa phùn lắc tắc từ hôm bữa tới giờ luôn. Nói chung là khi mà mưa vậy á thì thời tiết được một cái là nó mát, nó dễ chịu, nhưng bù lại là phơi đồ với lại đi làm đồ này nọ các thứ thì nó hơi bất tiện. Bây giờ thì chỉ có mưa đang phùn lắc rắc thôi, cho nên có một số người thì người ta mặc áo mưa, có một số người thì không có mặc áo mưa. Mưa mấy hôm nay ở Phan Thiết nó chỉ nhẹ như thế này thôi, chứ cũng không có mưa to mà gió bão bùng, không có bị như vậy, mà chỉ là bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới rồi cái trời nó cứ mù mây, rồi mưa vài hạt buổi trưa với lại buổi chiều thì mưa to hạt hơn là buổi sáng này, cho nên mình nhìn đường xá cái mình thấy là ướt hai bên đường, ướt cái mặt đường. Hôm nay thì Tisu sẽ mời cả nhà mình đi cùng với Tisu đi qua con đường Hải Thượng Lãn Ông. Hôm trước trong cái video clip lúc trước Tisu có quay cái đường Hải Thượng Lãn Ông thì một số các bạn có đề nghị Tisu là quay thêm ba căn nhà nữa ở đường Hải Thượng Lãn Ông, cho nên là hôm nay là Tisu sẽ mời cả nhà mình đi thăm lại đường Hải Thượng Lãn Ông cùng với Tisu nha. Biết là cái con đường này đã từng đi qua rồi, nhưng mà là có thêm ba người bạn mới nữa có những cái căn nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông này, cho nên là trong cái niềm vui khi quay lại những cái căn nhà cũ của cô chú anh chị các bạn thì Tisu cũng mời cả nhà mình đi tham quan lại con đường này luôn vào buổi sáng sớm 6 giờ rưỡi sáng, trời đang lắng tắm mưa, thì coi thử là con đường này mọi người như thế nào, phố xá hàng quán ra sao. Mình đang đi trên con đường Nguyễn Hoàng nè, lúc trước bây giờ là đường Trần Phú bây giờ đó. Tisu kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn ạ. Buổi sáng mình nhìn hai bên đường đó nè, họ bán bánh mì heo quay. Mình nhìn lại một chút, nhìn mọi người đi dừng lại đèn đỏ nè, rồi nhìn ngắm mọi người xe cộ qua lại lên xuống. Ở đường Hải Thượng Lãn Ông này là mình sẽ thăm căn nhà số 51, 138 và 146 cả nhà mình ạ, ba căn nhà. Sáng nay định đi quay cá mà dậy hơi bị muộn cho nên là chưa có quay được cá để giới thiệu đến cả nhà mình như lời đã hứa, thì chắc là ngày mai là chủ nhật thì Tisu sẽ quay cá. Bây giờ thì mình đi chậm chậm từ từ trên cái đường Hải Thượng Lãn Ông này. Buổi sáng gì thì xe cộ ít nhộn nhịp hơn, với lại hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên cái mọi người ở nhà, cộng thêm cái thời tiết thì hơi mưa lất phất nữa, cho nên là cái việc mà ra đường cũng hạn chế bớt so với mọi thường khi, nhiều khi là giờ này là mọi người đang rất là nhộn nhịp. Thì cũng có một vài người khi mà họ đi làm công ty là khoảng 7 giờ rưỡi vô ca thì giờ này cũng họ cũng bắt đầu đi. Cuộc
một qua đường Trần Phú với lại đường Hải Thượng Ngâm. Nếu mình đi trái thì xu là mình sẽ đi lên cái cầu Thanh. Mình thấy nhìn hai bên đường họ bán hàng là có một vài cửa hàng là họ đóng hàng, còn một vài chỗ thì họ cũng chỉ chân hàng ra thôi, chứ còn ngồi lại để mà ăn giống như mọi khi là không có. Trời mưa thì thường là người ta sẽ mua mang về nhiều hơn. Cái căn nhà số 51 đường Hải Thượng Lãng Ông là cái kính xây dựng Việt Quang này. Hôm trước là Tisu đã quay trong một video clip rồi ha, cho nên là hôm nay không quay lại, mình mới vừa đi ngang qua đó. Rồi mình sẽ đi qua cái căn nhà số 146 và 138. Trời đang mưa, ở ngay góc này có cái quán ăn này, lát nữa Tisu sẽ ghé qua cái quán ăn đó để quay giới thiệu đến cả nhà mình. Còn ở bên góc đường này mình chào ổ cây. Trời đang mưa cả nhà, mưa lắc rắc, cho nên mình sẽ đi hơi nhanh một chút. Mình đang qua 144. Tisu phải đứng ở dưới cái vỉa hè nè. Đây là 148 là cái nhà bán trái cây. Trái cây bánh bông. Đứng lên vỉa hè mình quay qua cho nó đỡ ướt. Đây là cái căn nhà 148, hàng bán trái cây ở đây. Mình thấy ha, ở phía trước là có một cái cây. Cây này là cây cả nhà mình biết cây này cây gì không? Cây sọp hay là cây đa ta? Cây này không phải cây sung, cây này cây giống cây sọp. Đó là phía trước nhà đây, là căn nhà 148 là mình nhờ Tisu hỗ trợ quay là căn nhà này ha. Đó thì trong cái video clip này thì gửi lời kính chúc sức khỏe đến các bạn đang cùng xem đứng trong này nhìn ra, nhìn mọi người đi qua đi lại.
nhà mình đi lên trên này để tìm chỗ nào đó ít mưa mình đứng nấp vô vỉa hè. Vỉa hè xong rồi cái là quay qua đây, quay lại cái căn nhà của mình. À, nhìn mọi người mà áo mưa đi nè, ai cũng hối hả vội vàng tại vì sợ trời mưa mà. Đó, mình thấy hàng ăn đồ là mọi người ít có ghé lại tuần mua đem về. Mình qua bên hàng ăn bên kia nha, quay giới thiệu với cả nhà mình coi là sáng ở đây trời mưa, sáng ở đây coi là trời mưa á, mọi người mua gì về ăn. À, đi qua đây. À, bên này bán cơm sườn ha, lại đây coi cơm sườn cô bán. À, đây là cơm sườn nè, đi xô qua đến nơi rồi. Ở đây là số 100 bao nhiêu hải thường lấy ông á cô ha? 100 mấy hả? Dạ 150. Đây cả nhà mình nhìn thấy là cơm sườn này hấp dẫn không? Miếng sườn hấp dẫn quá trời luôn. Đó, đây là bì chả nè. À, đây cả nhà mình trời mưa mà có cái son cơm mà nóng hổi như vậy luôn á là ăn đã thèm luôn ha. Ở đây là bì chả, ở đây là sườn hả cô? Sườn chả hả? Sườn bì chả. Dạ, cái này sườn bì chả. Ở này là trứng ốp la. Đó, đứng từ cái hàng cơm này ha, quay qua. À, cả nhà mình thấy là từ cái hàng cơm này mọi người đi mưa nè. Bây giờ bắt đầu mưa nặng hạt hơn chút xíu rồi. Rồi quay sườn bị chả xong á là cơm sườn, tại vì á là trời mưa người ta mua hộp đem về không mà cũng ít người mua nên là mình không có quay được. À, còn cái cảnh còn này mình đi qua cận cảnh cái chỗ 148 hồi nãy nè, rồi bây giờ á là đi qua kia nó có cái hàng phở bò, mình đi qua cái hàng phở bò bên kia đường. Không biết phải phở bò, không thấy người ta bán đồ nước thì chắc là vậy. Tisu qua đến tận bên này ở quán phở bò với bún bò Bình Dân nè, mọi người đang ngồi ăn sáng nè. Trời mưa mọi người đang ngồi ăn nè, trong này trong cái mái hiên này cả nhà mình. À, đối diện ở số 134 Hải Thượng Lãng Ông. À, mình qua đây. À, cô bán nha. Ở đây mình bán gì vậy cô? Phở bò bún bò quế con. À, phở bò bún bò quế. Đây cả nhà mình thấy đây là viên bò viên nè. À, này là gân nạm nè. Nạm nè. Rồi cái này là nạm đó, nạm bò đấy cả nhà mình. Rồi dưới này là hành nè. Hành đó. Rồi này là thịt tái. Còn cái này là bánh phở. Đang nhìn ra này có một vài người, người ta đi xe đạp, một vài người người ta đi không có mưa nữa, ướt hả? Đẹp lắm hả? Chạy máy hả? Chạy máy. Đó, có một khách nữa vô nè, bây giờ là cô trụng mì. Đấy, cô trụng mì. Nè, trụng mì vô tô nha cả nhà. Đây là thịt bò nè. Đây là tô phở bò. Tô này bao nhiêu tiền hả cô? Dạ 20.000 đó cả nhà mình ha. Đây là cô mang ra cho khách đây. À, cả nhà mình ăn thì ghé lại đây ủng hộ cho cô nha. Ok, sau khi quay xong cái hàng phở bò ở đây, quay trên đường Hải Thượng Lãng Ông chia sẻ đến tất cả cả nhà mình, thì chắc là Tisu sẽ dừng video clip ở đây. Trời vẫn đang mưa và mình vẫn đang đi rất là hiên ngang trên đường mưa như thế này. Bây giờ thì qua đường và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong những video lần sau nha. Tisu đang qua đường này, bây giờ đi về.